Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Hôm nay thì Thiên Định đang đứng tại trung tâm của phân khu San Hô. Và vị trí Thiên Định đang đứng này, chúng ta có thể thấy là phía sau Thiên Định đây là khu thương mại dịch vụ Little Hồng Kông của chị ạ. Đây là một cái khu thương mại dịch vụ 50 năm. Và hiện tại thì cái khu thương mại dịch vụ này đang được chủ đầu tư set up và cho thuê cho chị nhá. Khu này thì hiện tại chủ đầu tư cũng chưa mở bán đâu. Khu này thì là chắc là trong một hai ngày tới sau khi khai trương của chị nhá thì chủ đầu tư cũng sẽ tổ chức mở bán. Cái khu này thì hiện tại thì các cái shop house này ở các cái trục đường này hoặc là đi vào bên trong cái trung tâm thì chủ đầu tư đã tổ chức set up và cho thuê. Hiện tại thì những cái dòng sản phẩm ở đây ấy, hiện tại thì chủ đầu tư vẫn đang cho thuê với một cái ưu đãi rất là lớn. Hiện tại thì chúng ta có thể là thuê 3 năm và được chủ đầu tư hỗ trợ miễn phí trong vòng 2 năm của chị nhá. Hợp đồng thuê thì 3 năm nhưng mà chúng ta chỉ phải bỏ tiền thuê 1 năm thôi. Còn 2 năm đầu sẽ được chủ đầu tư gọi là hầu như là sẽ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra thế còn được hỗ trợ thêm gọi là voucher nữa chị ạ. Và cái khu gọi là cái khu Little Hồng Kông, đây có hai dãy của chị ạ. Dãy bên này là dãy là Little Hồng Kông, còn cái dãy bên trục bên kia là dãy gọi là Little Sang 2 của chị nhá. Thì hai cái khu này đang là một cái gọi là một cái nguồn gió mới cho cái khu gọi là cái khu san hô. Nó cũng sẽ làm cho giá trị những cái căn tại xung quanh cái khu Little Hồng Kông và Little Sang 2 này nó sẽ có giá trị hơn. Thế mình chia sẻ luôn với những cái căn shop house hoặc là những cái căn biệt thự mà xung quanh những cái khu thương mại dịch vụ như này ấy, chắc chắn một điều rằng nó sẽ có giá trị và nó sẽ tăng theo thời gian. Thực ra là Thiên Định đang thấy được rằng là với một cái khu như này và chủ đầu tư đang đem tới cho chúng ta một cái gọi là một cái tiện ích rất là mới mẻ. Thế nên chia sẻ luôn là ở đây nhá chị nhá. Ở đây, trong đây hầu như chúng ta có thể thấy được rằng là hầu như những cái biển bảng bên trong này đều mang tiếng gọi là đều thấy chữ là chữ Hồng Kông, chữ Trung Quốc đấy. Thì chúng ta phải hiểu một điều rằng là ở đây nó sẽ có những cái dịch vụ nó khá là nhạy cảm. Ở đây thì chủ đầu tư không phải là chủ đầu tư mà ở đây là đơn vị tổ chức ấy, đơn vị tổ chức là bên trong Sài Gòn, họ đã tổ chức những cái dịch vụ như này ở bên trong Sài Gòn thì họ ra đây họ tổ chức. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy được là một số các cái chi tiết nổi trội như là ở đây sẽ có tầm khoảng hơn 20 cái lồng sắt cô chị ạ. 20 cái lồng đấy thì sẽ có những cô thiếu nữ, những dancer mặc bikini nhảy cực kỳ hot luôn. Thì đây là một trong những cái mà Thiên Định thấy rất là mới. Và ở đây cô chị nhá, ở đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng là rất nhiều các cái bar rồi quán cà phê, quán ăn, cái nhà hàng nó phải nói là cực kỳ sang trọng. Và ở đây cô chị ạ, ở đây nó kiểu như nó thiên về kiểu như là thiên về bar ấy, thiên về ca nhạc vũ trường ấy. Thì bây giờ cô chú anh chị chúng ta hãy cùng theo chân Thiên Định để chúng ta vào chúng ta tham quan cái khu bên này và tham quan cái khu trung tâm của cái khu thương mại dịch vụ này, xem là hiện tại cái mức hoàn thiện đến đâu rồi nha chị nhá. Và chúng ta hãy chờ đón ngày 15 tháng 6 này sẽ là ngày mà chủ đầu tư sẽ tổ chức khai trương. Và hôm đấy sẽ là biểu diễn ca nhạc này, rồi các cái hoạt động tổ chức khai trương nó sẽ cực kỳ sầm uất luôn. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng theo chân Thiên Định để đi vào bên trong nhá. Và hôm nay là những cái shop house ở đây thì Thiên Định chia sẻ luôn là đến thời điểm này đã hoàn thiện đến gọi là 95-99% rồi chị ạ. Và đến ngày mai, hôm nay là ngày 14 tháng 6, ngày mai sẽ là khai trương rồi. Thì hôm nay là trong ngày hôm nay đã có rất nhiều các đơn vị đã hoàn thiện xong và đang khai trương đi vào kinh doanh rồi chị nhá. Chắc chắn một điều là trong ngày mai sẽ rất là bùng nổ. Và Thiên Định chia sẻ luôn với chị là hiện tại là tất cả các căn ở cái khu vực gọi là thương mại dịch vụ tại Little Hồng Kông cũng như Little Sang 2 này thì hiện tại là chưa mở bán rồi chị nhá. Cho nên là nếu chúng ta nhanh tay thì chắc chắn một điều rằng kể cả những cái căn trung tâm tại cái khu vực này chúng ta vẫn có thể mua được. Hiện tại thì cái giá của những cái sản phẩm ở đây thì nó loanh quanh đâu đó ở cái mức loanh quanh đâu đó trên dưới tầm khoảng trên dưới 15 tỷ. Thực ra là cái giá này thì cái giá Thiên Định đang chưa biết chính xác. Trong ngày mai sẽ là có giá chính thức của chị nhá. Trong ngày mai hoặc là có thể là một hai ngày tới. Thì Thiên Định chia sẻ luôn là nếu như quý chúng ta đang muốn mua hoặc là muốn thuê cả cái khu này của chị nhá, muốn mua hoặc là muốn thuê thì hãy liên hệ với Thiên Định nhau chị nhá.
Và chúng ta có thể thấy được rằng là phía trước trên đỉnh đây đó chính là màn hình chính. Và đến ngày 15 tháng 6 này sẽ là cái ngày khai trương. Và chúng ta có thể thấy được rằng là tất cả cái kiến trúc bên ngoài đã được chủ đầu tư cũng như là đơn vị thuê đã thay đổi hoàn toàn luôn chị nhá. Chúng ta có thể thấy được là trước cái thời điểm mà set up với những cái concept này được thay đổi ấy, thì hầu như là nó không khác gì một cái khu như các cái khu ở trên Vinhome Ocean Park 1, kể cả như các cái khu mà nó đơn giản, nó đơn sơ thôi. Nhưng mà khi mà chủ đầu tư đã thay đổi thiết kế và tạo nên cái khu này, nó tạo nên một cái tiện ích phải nói là vô cùng đặc sắc. Khi mà Thiên Định tới đây thì Thiên Định cũng cảm nhận được rằng là cái khu này nó có một cái màu sắc rất là tươi mới. Quan trọng là khi chúng ta vào đây ấy, thì cái không gian ở đây nó cũng làm cho cái khu đô thị, và đặc biệt là cái phân khu, đặc biệt là phân khu san hô, nó cũng đẹp lên và giá trị tăng lên rất là nhiều cô chị ạ. Đây, kể cả cái con đường này chị này, con đường chúng ta có thấy được là con đường là bên phía đơn vị thuê họ cũng làm trải dài, ở đây toàn là chữ Trung Quốc thôi chị ạ. Đây, chúng ta hãy đi vào bên trong này nhá. Trong thời gian tới thì cái khu gọi là cái khu thương mại dịch vụ Little Hồng Kông và khu Little Shanghai này thì sẽ được chủ đầu tư mở bán. Thì Thiên Định chia sẻ luôn, đây là một cái khu thương mại dịch vụ 50 năm chị nhá. Đây là một khu thương mại 50 năm. Nếu như chúng ta mà mong muốn sở hữu cho mình những cái căn ở đây, kinh doanh những cái mặt hàng liên quan đến nhà hàng, ẩm thực, ăn uống, cà phê, bar, đấy thì chúng ta hầu như là những cái khu như thế này nó sẽ cực kỳ hợp lý. Thì đây là một khu phải nói là trung tâm của phân khu san hô. Còn nếu chị, cô chú, chị nào chúng ta muốn quan tâm đến những cái dòng sản phẩm shop house tại phân khu Little Hồng Kông cũng như vị trí đây Little Shanghai, thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0933 313 931 của chị nha. Ok, xin chị chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chúng ta những video tiếp theo. Xin chào.